Đây này, mình đã có hai con này nó đang đè với nhau các bạn. Chúng ta đặt một cái máy quay ở đây, chúng ta cùng xem cận cảnh nhá. Trong này có nữa nhưng mà không biết. Thank you.
con nó nằm ở kia các bạn. Mà nếu bọn này nó không được mẹ nó về nó cho bú thì rất có khả năng nó sẽ không thể là sống sót được. Bây giờ phải làm thế nào đấy? Mà để không như này chắc chắn là mẹ nó sẽ không về đâu. Nó chả biết mẹ nó là ai. Chắc ba con các bạn. Không biết chỗ này còn không, chưa đi tìm được. Chỗ này nó rất là bừa luôn. Đấy, không thấy cái đống này. Không biết còn không. Nó để tụi chân mày đấy. Này nó đang tìm tìm mẹ đây, nhưng mà mẹ đi xứ đâu rồi. Mẹ phải mai mới ngon nó mới mở mắt rồi không ạ.